di chuyển nhạy bén đến từ vị trí của Roy. Đây rồi, bắt đầu sẽ là tình huống tanh đến từ các thành viên bên phía Vagabond Pro thôi. Một tình huống đọc vị trí là hay đến từ bên phía Godmedia. Và liệu Frankie có đọc hay là Vagabond thứ hai hay không đây? Và đó là double number dành cho vị trí của Frankie. Có vẻ như là chúng ta đang nhìn thấy cơ hội top 1 dành cho Dingo Savior đang là quá nhiều. Taka cũng nằm. Tuskay đổi được cho mình cái mạng của chua nhưng vẫn còn đó là Lamborghini cùng với Rabbit đẩy lên. Tuskay có double knock out và Lamborghini với khẩu S12K gần như đang hóa giải tất cả những khó khăn dành cho những đội của mình. Tiếp tục đó là vị trí của Boyty cùng với Lamborghini. M416 cùng với đó là khẩu DPS. Lamborghini đang rất tự tin trong đấu này và đó là clear squad điểm kill thứ 10 dành cho Dingo Savior trong mắt trường sát đầu tiên. Qua MLG top 13 không kêu dành đội tuyển này, nhưng bây giờ vị trí nam xin đẩy vào đây thì pet trên tay một viên duy nhất và knock out đối phương của đây ạ. Không knock out được đó chứ sao lên tiếng knock out đi bộ đôi bên phía của team VTP và Potter 100 máu độ đẩy ra không đây. Potter đang xuống gần ba tới đây mình yêu Salander và tiếp tục các bạn đẩy xe vào hai pet một quá khó cho mình phía bên phía. Có thể là một trong những phương án khá ổn. Và bây giờ thì họ quyết định công ra khu vực của cái đầu lạnh nhưng lạnh đổi cho mình được một mạng bên phía team Godmedia làm vị trí của Vader. Và thì Mark đang cố gắng dằn xoắn nhưng đó là một tiếng cân này đến từ vị trí của cái đầu lạnh rồi. Có thể sẽ là cân bả. Trong tay của lạnh vẫn là một khẩu Bison đối đầu với đó là một khẩu shotgun. Lạnh sẽ xử lý nào đó là cân bả triple kill dành cho vị trí của cái đầu lạnh. Có thể là solo squad. Lượng trang bị đã bị bào đi rồi và Lamborghini mở bát thành công. Dasky đã nằm. Một lợi thế về người dành cho Dingo Savvy ở tình huống xử lý này. Đang muốn nhảy ném quả nét này và đó là một quả nét như thế nào đây? Một quả nét không chính. Ô, đó là một quả nét double knock out tới từ Lamborghini. Đó ăn bó sẽ tan vỡ được pha xử lý này thôi, đẩy lên và confirm một cách dễ dàng. Hai người còn lại thôi xong chạy trống rồi. Góc này nhá là siêu đẹp dành cho Lamborghini nhưng vẫn chưa thể có thêm một lượng đam được gây ra. Đúng vậy. Rất bình tĩnh từ vị trí làm bộ thì bây giờ đẩy ra từ chỗ Dali rồi nha. Nào SK trên tay cân này hôm nay đẩy ra một viên duy nhất bắt đi vị trí Dali. Và người còn sống cuối cùng đó anh chàng sẽ vẫn sống được hôm nay mà không được rồi. Double kill thuộc về trong chiếc Lamborghini. Và đó là một tiếng clear squad của Lamborghini với 4 điểm hạ gục, 1 vết 4 xanh.